cho nên là khoan cho con xài nha chị nha. Làm nấu cho mẹ đây. Dạ em mới gọi đầu á. Dạ mới gọi đầu để cái tóc bù dù nhưng mà đi nghe cả nhà. Dạ rủ rượi rủ rượi. Mọi người vô với em nha. Dạ mới vừa gọi đầu xong. Vô đông đông với em đi cả nhà ơi, chia sẻ like lên giùm em một cái. Dạ, đánh nhanh rút gọn rồi đi tập tuồng ở đây. Anh nhớ mẹ công việc liên tục. Gọi là phấn giống nào cũng có số lần. Giờ chồng tình nghĩa trước sau đâm đá. Dạ, em chào mọi người, chia sẻ like giùm em nha. Ủa cái nón mẹ làm xong chưa? Hôm nay em mới gọi đầu ra đường mới đợi nó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bữa nay em mới gọi đầu. Trời ơi, cả nhà thấy đó, cái tóc của em là cái tóc hay nhượng nhất. Mà em gọi cái cặp dầu gọi mỗi người quá. Rồi mấy chị thử đi, mấy chị gọi cặp dầu gọi mỗi người, nó sẽ giữ cái màu tóc cho mình luôn. Và hầu như là nó không có làm cho mình bị rụng tóc nha. Nhiều khi mình bận quá, giống như em nè, em bận quá em cũng không có gọi đầu ở tiệm được. Em cũng phải gọi ở nhà. Rồi sấy lên nè cả nhà. Đó, mới vừa gọi xong. Đúng rồi chị Kỳ Kỳ Quỳnh, khi mà mình xài cái K1, K2 chị, nó sẽ tái tạo lại cái mô da cho mình. Các tình yêu của em đừng có mong, đừng có thích và đừng có ham cái da nó dày nha. Tại vì cái da nó dày là toàn là da chết không á. Nó sẽ làm cho cái da mình nó không mỏng, da nó không đẹp, da mình nó phải mỏng như vậy nè. Thì nó mới, nhưng mà đừng có mỏng quá. Nhưng mà nó phải mỏng như vậy thì nó mới đẹp cái da. Dạ có nhiều chị cứ thích cái da dày cũng được nha, dày là xấu lắm. Chia sẻ like lên giùm em đi. Dạ chia sẻ like lên giùm em cả nhà ơi. Chào dì ba, dì ba chào mọi người. Sữa tắm trị hôi nách hả? Sữa tắm trị hôi nách trẻ không có. Em chỉ có cái lăn để mà mình trị cái hôi nách của mình thôi. Mà cả nhà biết nha, tất cả mọi người mà xài bộ K1, K2 với cả nhà, càng ngày da càng đẹp. Trời ơi, gọi điện cho em liên tục nè cả nhà. Tại vì sao cái K1, K2 á, nó sẽ là cái dạng mà giống như bảo trì lâu dài cái da cho mình luôn á. Thậm chí tới bây giờ là khoảng cả tuần nay rồi em cũng không xài K1, K2, đơn giản là vì nó hết hàng á. Em chưa có hàng để em xài luôn mà cái da em nó vẫn bình ổn như vậy nè cả nhà. Em chỉ xài siêu chất thôi đó. Dạ cho nên là cái K1, K2 á, khi mà xài nó sẽ tái tạo lại cái biểu bì mô da cho mình. Hầu như là nó thay đổi hoàn toàn cái da của mình luôn. Dù cho cái da của mấy chị nó có sạm đen, nó có xấu, nó có thế nào, nó sẽ bắt đầu nó thay đổi, nó hoàn toàn, các chị nhìn thấy cái da của mình. Trong một cái khoảng thời gian ngắn khi các chị xài K1, K2 rồi, các chị sẽ không bao giờ nhìn lại cái da của mình lúc trước được nữa. Nó thay đổi hoàn toàn. Dạ, hôm nay kẹo ho về nè chị Thu Đoàn. Trời ơi, nó hết kẹo ho mấy ngày mà khách người ta điện. Em chào chị, nghe nó cỡ này chị đẹp. Rồi sao? Vô đây chửi tôi hay sao? Hả? chửi người ta xong rồi bây giờ định vô đây chửi con em luôn hay sao? Chửi con em rồi con em nó sợ quá rồi anh nó trốn luôn rồi, đứa nào nâng niu yêu thương chiều chuộng hả? K1, K2 là một bộ kem luôn, mình xài buổi sáng và buổi tối luôn. Dạ em không hội gì. Trời ơi hai ơi, cái mắm chưng á hai, út ăn một lần mà ăn cầu tầm 2-3 chén cơm. Ngon quá hay không, ngon thật sự luôn. Nhưng mà thật sự là Út không biết ăn trứng muối, cho nên cứ lát mấy cái trứng muối ra cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn. Em ăn cái phần kia không à. Ôi mà nó ngon, em dám ăn ban đêm luôn á. Vừa đem về em ăn ban đêm. Em nói đúng, K1, K2 xài quá đỉnh. Dạ chị Thu Đoàn gửi em 2 hộp kẹo ho. Dạ rồi. Đó. Cái đợt cái thời điểm lúc này là lúc mà mọi người ai cũng ăn. Ngon lắm luôn. Vì hai mắm ruốc ơi, mắm ngon vô cùng ngon. Em là cái con bé mà kén ăn với lại tối á, hay biết không? Là em rất là sợ ăn mắm. Tại vì em ăn không có tiêu á. Em hay bị ói ra ban đêm lắm. Mà em chào chị Hiền Muôn. Chị Hiền Muôn là đại gia rồi. À, bữa nào em phải đi đến nhà chị Hiền Muôn mới được. Em xin vía. Em xin vía chị Hiền Muôn của em. Dạ bữa nay em gọi đầu ở nhà chị. Xong rồi cái em sấy sơ thôi à. Tại vì không có thời gian để em đi ra tiệm gọi đầu luôn. Cái lát đi ra ngoài đường phải đợi nón lên nè cả nhà. Dạ
ơi, hôm nay dạ nay em có châu, hình như là trong vali của chị lấy ra được hai chai Gucci phải không châu? Phải không Thảo? Em có được hai chai Gucci em mới lấy từ trong vali ra nè, mà cái mùi này là mùi em thích lắm. Em có 4 chai mà em chừa hai cái mùi này cho em, mỗi mùi 1 chai rồi. Em còn hai chai này em chia sẻ với mọi người. Ai lấy em để rẻ lắm luôn cả nhà. Em đem từ Mỹ về nha, 2.8 chai. Hai chai thôi à. Cái Gucci này là cái mùi của nó là mùi hương hoa cả nhà, rất là sang, em đang xài trong người luôn nè. Dạ, nó là hàng của Gucci nha cả nhà, thơm lắm mà em mua trong mall luôn á. Em đi mall em mua đó. Dạ, em mua tại vì có một cái người bạn dắt em đi á, và cái ngày em qua là cái ngày Black Friday á, cho nên là cái này nó đã lắm. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Anh. Dạ hôm nay gọi đầu ở nhà mà được mấy chị khen quá, chắc là mới em đỡ tốn tiền đi ra tiệm gọi đầu quá. Dạ mình gọi nhà xong cái mình sấy lên cái là cái tóc của mình nó như vậy. Em gọi bằng cặp vừa gọi mở ngựa đó. Hai chai Gucci, một chai vàng và một chai da. Ai chốt thì comment giùm em nha. 2.8 em chỉ có hai chai thôi, rất là thơm và rất là đã luôn. Đặc biệt là em mua trong Macy, em mua từ Mỹ đem về luôn á cả nhà. Dạ rồi, nám thì đừng lo, nám từ bây giờ là trị. Nám từ bây giờ, em là từ bây giờ là em phải tút em rồi. Chị ơi em định mở lại show, mở live show, chị có ủng hộ em không? Dạ ủng hộ nè, đi bán vé nè ha, rồi hát nè ha, rồi dọn cảnh nè ha, làm hậu đài, làm quân sĩ không lấy tiền luôn, ok chưa? Dạ chị Ngọc Phượng lấy M2 hả? Chị em chưa đưa lên luôn á. Chị Nhí Nhí ơi, chị Nhí Nhí hỏi em cái gì vậy? Em không có thấy. Chị Nhí Nhí hỏi em cái gì? Rồi mọi người vô đông đông giùm em, chia sẻ like lên giùm em, trên 500 người đi cả nhà ơi, chia sẻ like lên giùm em. Nhớ giùm em đang chỉ có hai chai dầu thơm thôi nha. Hôm nay là em chỉ có hai chai dầu thơm, và dầu thơm này là dầu thơm em đem từ Mỹ về. Ai lấy thì comment giùm em Gucci vàng hoặc là yeah. Dạ Ola em đây alo. Đó. Rồi mọi người vô đông đông giùm em đi, mọi người vô đông đông giùm em đi. Kẹo bé mấy tuổi ăn được em? Dạ kẹo nào? Kẹo nào? Hôm nay ai chúc kẹo ho đó em tặng quà nha. Tại vì là cái kẹo ho này á là rất là khó về trong cái lúc này. Thứ nhất tại vì ở Việt Nam mình hàng trà trộn nhiều quá. Dạ chị ơi nó thơm, nó giống như cái mùi mà hương hoa lài chị, thơm lắm chị. Những cái mùi này là những cái mùi mà em mua là để cho em xài. Trời ơi chị ơi, xài lên trên tóc này chị nó thơm lắm. Dạ tất cả những cái này là Gucci, là mùi hương hoa mà chị biết cái thương hiệu của nó mà. Cái mùi rất là sang và nữ xài rất là tuyệt vời. Cái này là nữ xài nha, cái này là nữ xài. Kẹo cho bé ăn gummy á phải không chị? Gummy á phải không? Dạ màu tóc đẹp quá bé ơi. Dạ em mới gọi ở nhà hai, bình thường là đi ra tiệm gọi nhưng mà chuẩn bị sẵn cái nón này cả nhà. Lát đi tập tuồng phải đội nón thì không có tự tin. Tóc bình thường là ra tiệm là người ta sẽ chải chuốt, người ta sẽ thế này thế nọ cho mình. À cái gummy đó là gummy bổ sung hàm lượng tất cả vitamin cho bé chị Kim Cương Đoàn. Ví dụ như vitamin A, vitamin C, vitamin A, B, C, D, E, phát triển trí não, trí thông minh, chiều cao, cân nặng, tất cả cho con. Đó. Em một hộp thuốc trị nám nhũ. Ok xuyên Mỹ, Gucci này là hai chai duy nhất. Dạ hai chai duy nhất, một chai là 2.8 triệu. Dạ ai chốt thì comment giùm em. Chỉ có hai chai là em cầm về. Trời ơi mấy chị ơi, rẻ kinh hồn nha. Mấy chị mà mua ở đây là phải 3 triệu mấy đó. Dạ em cảm ơn cô Dung. À, dạ con cảm ơn cô Dung. À, dạ em cảm ơn cô Dung. Rồi 400 rồi cả nhà, chia sẻ lên giùm em. 500 tình yêu đi, mấy bữa rày anh Facebook anh chặn tiếp tục rồi. Cho nên là mọi người chia sẻ lên. Tết nay mọi người xài cái màu tóc giống em đi. Màu em là màu tím đỏ. Dạ rất là lucky nha cả nhà. Mọi người xài cái màu tóc giống em đi, ok lắm. Dạ mà sướng cái là cái màu này á, nó ra ngoài đường á nó sáng, nó làm cái mặt của mình nó sáng theo luôn. Dạ rất là ok luôn á. Rồi mọi người ơi, bây giờ vô đông đông giùm em nha. Trên 400 người rồi. Bây giờ em nói trước cái kẹo ho này, hôm nay những người vô đầu là sẽ có được tặng quà rất là đặc biệt nè. Tại vì cả nhà biết là cái kẹo ho này là cái quan trọng. Và dạ bình thường thì khi mà mình xài một thời gian chắc chắn nó phải bị tuột màu rồi cô Dung. Dạ khi mà chị xài một thời gian chắc chắn cái màu tóc nó sẽ bị tuột thì chị sẽ đi dặn màu lại. Chị bây giờ nó có những cái ở ngoài tiệm nó sẽ có những cái để mà phủ cái màu cho mình á.
Dạ, nó phủ cái màu cho mình. Võ Thị Kim Loan tưởng tưởng con em tôi nó vô hết hồn hết vía. Dạ, em cảm ơn chị Võ Thị Kim Loan. Em tưởng con Võ Thị Hồng Loan nó vô mọi người. Cái vở tuồng mới này á, em cũng đóng vai Hồng Loan luôn. Lát rồi em đi tập tuồng á cả nhà. Vở tuồng mới mà Hoàng Hậu Hai Quê Hương của em á, em cũng đóng vai Hồng Loan luôn. Nhưng mà em là Trương Hồng Loan. Hoàng Hoàng à, bây giờ vô này ha. Vô lên lên cho em đi. Lên view cho em. Hôm qua bưu giao lo rồi mà lát nữa có người gọi chốt đơn làm gì tưởng giả mạo. Dạ, tại vì bên mình là bắt buộc khi mà ai mở cửa vậy, gọi xong là phải gọi chốt đơn cho anh Văn. Cái thông lệ của mình là như vậy, sau khi tin like xong là tất cả các nhân viên phải gọi chốt đơn, trừ khi khách kêu là khỏi gọi đó. Bây giờ em nói cái kẹo ho trước cho mọi người và cả nhà biết là hôm nay cả nhà nên bảo kẹo ho đi nha, tại vì cả nhà biết là sắp tới á chúng ta sẽ bị nhiễm cảm nhiều lắm luôn á. Tại vì hiện tại bây giờ là đang là dịch. Cho nên là hầu như cả nhà thấy là nơi nào cũng cảm, mà một người cảm là cả nhà cùng cảm. Và nó gây cái triệu chứng ho khàn rất là lâu luôn. Một người ho khàn có thể kéo dài cả tháng luôn á cả nhà. Và cái điều đó nó rất ảnh hưởng đến cái cuốn phổi của mình. Và đó là cái gì? Dạ em đã tìm hiểu rất là kỹ từ ở bên Mỹ rồi cả nhà. Đó là cái di chứng hậu của Covid, và hầu như là giống như là cái mà gọi là biến chứng của vaccine á. Những ai đã đi chích cảm cúm rồi thì không nói gì. Còn cả nhà nên thử cái này, khi cả nhà ho lên là cả nhà phải ngậm liền giùm em. Tại vì cái giọng mà ho khàn, ho đàm đó là khi mình rát cái cần cổ và nó ma sát cái cuốn họng của mình rất là ảnh hưởng nha cả nhà. Dạ, à, lấy cho chị vĩ đại gấu mẹ một cái Gucci vàng và hai cái kẹo ho. Dạ rồi, chị cho em xin số điện thoại nha chị. Hàng của mình là từ Mỹ đem về luôn, chị an tâm nha. Một em đã lên đường. Em còn một cái Gucci hương hoa nhài nữa nha. Tất cả là đều là hương hoa hết. Dạ, rất là thơm. Em nói thật, tại vì cái mùi Gucci này là... Dạ chị, tại vì chị đổi Facebook á, em không có số điện thoại. Chị cho em lại một cái nha chị yêu. Dạ em còn đúng một chai này. Em nói mấy chị hủy cái mùi đi. Mấy chị mở ra, mấy chị xài, mấy chị hủy cái mùi. Sau này mấy chị kêu em đi kiếm mua quà cho mấy chị luôn. Dạ chị Hoàng, Hoàng Nguyễn là lấy một cái chống nắng luôn. Dạ hôm nay mọi người chốt cái kẹo ho này 580 em giảm cho mấy chị 400k. Các chị thấy á, tại vì ngậm giùm em cái này, tất cả những cái thảo dược thiên nhiên của nó, nó bổ phổi, nó bổ, nói chung là nó bổ trong cái vấn đề dạ, bảo vệ cho mình cái vấn đề dạ, cái vùng này, đường hô hấp của mình. Dạ dẫn lên đến cuốn họng, thanh quản, nó bảo vệ tất cả. Và quan trọng nữa là nó trị được cái vấn đề hôi, cái vòm miệng của mình. Mình hôi là từ cái gì cả nhà? Dạ mình hôi bữa con thấy có cái nick bell là sốt giả mạo giả nhiều lắm. Mình hôi từ trong cái ruột của mình, nó hôi lên làm cho người phụ nữ của mình. Dạ một chai duy nhất 2.8 triệu. Dạ, dạ giò em hết rồi, tại vì giò nó lâu đời quá rồi. Dạ kỳ này em đi qua Mỹ là em kiếm Gucci. Dạ Gucci này em chỉ còn một chai. Dạ rồi, ai chốt cái này em giảm 400k. Đặc biệt ngày hôm nay em tặng cho mọi người một cái. Dạ đây là sô-cô-la em lấy từ Nga về, châu Âu về. Sô-cô-la nha cả nhà, đây là sô-cô-la. Và em tặng kèm theo với cái kẹo ho này cho mọi người. Dạ comment liền M7, mua đây mua kẹo ho, được có sô-cô-la cho cả nhà cùng ăn. Dạ ngay ngày Merry Christmas, quà tặng của Bella Shop. Mọi người comment. Dạ đúng rồi, chỉ có 100 cái kẹo ho thôi. Em chốt 100 cái kẹo ho thôi nha mọi người. Comment giùm em M7 cộng số điện thoại. Dạ comment. Dạ tiểu đường ngậm cái này rất là tốt. Em dám khẳng định với chị anh Đào Đặng luôn. Ngậm cái này cực kỳ tốt. Nhà em không được thiếu cái này cho tất cả mọi người.